Xin chào tất cả mọi người. Đây là lượng sữa mà trong tuần vừa qua em vừa tích trữ được. Hôm nay em sẽ chia sẻ một kinh nghiệm rất là thần thánh dành cho các bà mẹ sau sinh có một nguồn sữa tốt. Sau sinh được hạ 1 tháng thì em gặp phải tình trạng stress rất là nặng, không được thoải mái, không được vui vẻ, lúc nào cũng nghĩ làm sao để cung cấp đủ sữa cho con. Con thì lúc nào cũng quấy khóc khóc cả ngày lẫn đêm, nên là em sử dụng bao nhiêu là loại ngũ cốc cũng như là ăn bao nhiêu là thứ nhưng cũng không cải thiện được. Cho đến khi em gặp cái loại ngũ cốc dinh dưỡng này, sau một tuần sử dụng ngũ cốc dinh dưỡng óc chó này thì em cảm thấy sữa nhiều về hẳn. Và lượng sữa thì đặc và thơm, không những đủ cho con mà còn tích trữ được một tuần 30 đến 35 túi như thế này. Và trong quá trình sử dụng ngũ cốc dinh dưỡng óc chó này khoảng 2 tháng thì em giảm 3,5 kg, rất là thần thánh đúng không ạ? Vừa giảm cân vừa cung cấp được lượng sữa tốt cho con. Ngũ cốc dinh dưỡng óc chó là của thương hiệu Thảo Mộc 37, được làm bằng 15 loại hạt dinh dưỡng cao cấp như là hạt óc chó, maca, hạnh nhân, y dĩ, hạt sen, hạt điều vân vân, được làm bằng 100% công nghệ khép kín hiện đại, không những dành cho phụ nữ sau sinh mà còn dành cho người già, trẻ nhỏ. Người già những ai đang gặp phải tình trạng huyết áp không đều hay là huyết áp không đều, gầy gò, ốm yếu hay là tiểu đường thì sử dụng cái này rất là tốt luôn mọi người nhé. Còn những trẻ em nào bị còi cọt hay là không tăng cân đều hay không phát triển thì sử dụng ngũ cốc dinh dưỡng óc chó này cho em, đảm bảo con của mình sẽ tăng cân đều và thông minh hơn, da trắng sáng, hồng hào hơn. Còn những chị em đang trong quá trình mang thai thì sử dụng cái ngũ cốc dinh dưỡng óc chó này thay cho sữa bầu, đảm bảo sẽ vào con, tăng cân con đều mà không vào mẹ. Những ai để lại số điện thoại trong cái video này, đặc biệt hôm nay sẽ được có cái chương trình khuyến mại rất là đặc biệt luôn. Đấy là mua một hộp ngũ cốc dinh dưỡng óc chó giá từ 350.000 giảm còn 250.000. Còn ai mua 2 hộp thì là giá 500.000 và miễn phí ship luôn. Chỉ áp dụng cho ai để lại số điện thoại trong cái video này mới được cái chương trình khuyến mại rất là lớn đấy. Cho nên là ai gặp phải tình trạng gầy gò ốm yếu hay là ai thừa mỡ thừa cân cũng sử dụng được cái này, tùy theo mục đích của mình sử dụng, cách dùng của mình để tăng cân giảm cân theo ý muốn. Và những ai ở huyết áp không ổn định hay là thiếu máu sử dụng cái này cũng rất là tốt luôn. Mọi người nhanh tay để lại số điện thoại ở trong cái video này để được lên đơn và chương trình khuyến mại rất là đặc biệt để sử dụng ngũ cốc dinh dưỡng óc chó này. Sử dụng rất là thơm, ngon và ngậy, và cách sử dụng cũng rất là đơn giản. Chỉ cần pha 2 đến 3 thìa cà phê ngũ cốc dinh dưỡng vào 200ml nước ấm hoặc là sữa không đường, sử dụng vào mỗi bữa phụ hay là trước khi ăn cơm hoặc sau khi ăn cơm cho em theo cái nhu cầu sử dụng và mục đích.